Hồn văn hóa Bồng Lai thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài, nên chỉ trong thời gian ngắn một đoạn đường ở đây đã biến thành sông, ngập nước lên láng. Nhiều phương tiện lưu thông qua lại trên đoạn đường này đã phải đi rất chậm dò đường để không bị lọt xuống những vũng nước sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông mỗi khi qua đây. Theo phản ánh của người dân địa phương, đường DH4 tuyến đường liên huyện nối xã Hiệp Thạnh của huyện Đức Trọng với xã Thu Tra của huyện Đơn Dương, đoạn đi qua thôn Bồng Lai đã và đang xuất hiện khá nhiều ổ gà, ổ voi. Do mật độ giao thông qua lại hàng ngày là khá lớn, nguy hiểm hơn mỗi khi có mưa, nhiều vị trí ngập sâu khiến cho việc lưu thông qua lại của các phương tiện gặp phải không ít khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hàng ngày trên tuyến đường này cũng đã xảy ra không ít những vụ tai nạn giao thông, khiến cho người dân sinh sống ở đây cảm thấy lo lắng, bất an và tỏ ra khá bức xúc. Đường xấu lắm, hàng ngày đi 20 ngày đi một lần, khó đi đó. Từ cầu sắt tới cầu Bồng Lai khó đi lắm. Đức mong làm sao có đường mau mà làm cho mau cho bà con về đi thôi. 3 năm trở lại đây thì nó quá hư, nhất là mùa mưa là nó ngập tới nhà em. Hàng ngày là tụi em phải ra chứng kiến giúp đỡ những người đi qua, nhất là học sinh té là ướt hết cả người, cả mẹ lẫn con ấp xuống rồi tụi em khiêng. Với mấy người mà chở như là ghim á, chở ghim hàng ngày đi bán á, là họ ấp xuống miết là tụi em ở đây cứ mặc áo tơi mưa là cứ đỡ lên, hàng ngày thấy xót lắm. Cách đây mấy ngày là có các em học sinh nó là chảy máu đầu tét ra luôn. Con của chị Nguyệt Cường đây thì cái ổ ngay chỗ này, em bé đó là cũng có chồng rồi về để thăm mẹ, cái nước nó ngập không biết, cái chảy băng xuống nước này bể cái này, hiện nay đang nằm ở Sài Gòn. Ở năm nào cũng nói là làm đường, hợp dân thì cứ nói là làm rồi không bồi thường, không hỗ trợ thì dân đây là thực ra người ta cũng khó khăn. Bây giờ ủi cái nhà mà không bồi thường, không hỗ trợ thì nó cũng khó, cho nên là người ta cũng không đồng lòng. Như bản thân nhà em cũng không có đồng lòng, vì em vô từ đây tới đó tới 6,5 mét mà cái nhà em có 17 mét, vô 6,5 mét thì bán cũng không ai mua, mà ở cũng không được. Cho nên là mong muốn của tụi em là làm đường thì phải có hỗ trợ bồi thường như thế nào đó theo chính sách của nhà nước thì tụi em sẵn sàng thôi. Mong muốn tuyến đường huyết mạch này sớm được đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp là nguyện vọng thiết tha và chính đáng của người dân địa phương. Một khi tuyến đường này chưa được cải tạo nâng cấp thì vẫn còn đó những nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông đang rình rập mỗi ngày. Cái lượng xe, cái đường giao thông này bây giờ là quá tải, nó rất là nhiều. Xe là ví dụ 70-80 tấn không, mà đường thì nhỏ, xuống cấp lâu lắm rồi. Người dân phải đóng tiền vô để sửa chữa rồi mua xi măng chứ đồ làm tạm thời, nhưng mà cứ làm năm nào xong là nó hư lại nè. Nói chung cái tai nạn là rất là thường xuyên. Người dân thì người ta cũng mong muốn làm đường, nhưng mà làm đường là phải thỏa thuận là giữ cái bồi thường cho người dân là nó như thế nào. Tuyến đường liên huyện nối xã Hiệp Thạnh của huyện Đức Trọng với xã Thu Tra huyện Đơn Dương được đầu tư xây dựng gần 20 năm nay. Những năm gần đây do mật độ lưu thông qua lại là tương đối lớn, nên việc tuyến đường này bị xuống cấp hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Được biết chính quyền địa phương cũng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường và giải phóng mặt bằng để thi công, cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Đường DH4 liên huyện Bồng Lai thì được đầu tư năm 2005, đến nay là được 20 năm rồi. Do vậy cho nên là trong quá trình mà giao thông thì đến giờ phút này thì đã xuống cấp rất là trầm trọng. Người dân thôn Bồng La thì cũng phản ứng rất nhiều đối với nội dung này. Thì đối với địa phương chúng tôi thì qua các cái cuộc tiếp xúc cử tri và hội đồng nhân dân thì cũng đã đề xuất cái nội dung này đối với ủy ban huyện. Huyện cũng đã có cái chủ trương để mà cho đầu tư. Tuy nhiên đối với cái tuyến đường này thì đối với cái công tác hỗ trợ đền bù thì nhà nước không có cái kinh phí để hỗ trợ đền bù. Chủ yếu là người dân hiến đất và hiến các công trình hàng rào để mà đảm bảo cho cái việc thi công. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp dân đối với một số các cái khu vực trong cái tuyến đường này. Thì người dân người ta đa số là đồng thuận. Tuy nhiên là còn lại một số hộ dân là người ta cũng chưa thật sự là đồng thuận. Do vậy cho nên là cái việc mà triển khai cái này cũng đang có những cái vướng mắc nhất định. Trong thời gian tới thì để mà triển khai sớm cái tuyến đường này đảm bảo thuận lợi cho việc bà con nhân dân đi lại và phát triển cái lĩnh vực giao thông trong cái địa bàn thôn Bồng Lai cũng như là liên huyện với Đơn Dương. Thì mong rằng là bà con nhân dân thôn Bồng Lai chúng ta tiếp tục cùng chung tay đóng góp để hiến đất, mở đường và đồng thời là hiến vật kiến trúc để mà đảm bảo cho cái việc mà triển khai tuyến này đạt hiệu quả. Các cấp các ngành của huyện là quan tâm sớm tạo điều kiện nguồn kinh phí để mà làm sao đó để mà triển khai thi công này được sớm và kịp thời để đảm bảo giao thông cho bà con nhân dân. Hy vọng rằng dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường DH4 sẽ nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân địa phương cũng như sớm được triển khai thực hiện, để không chỉ đảm bảo an toàn giao thông một cách thông suốt thuận lợi
mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương ngày càng phát triển.